Xin chào các bạn, tôi là San Vơ Tu. Nếu mà các bạn đang có một cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt thì hãy dừng cái cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt đó lại ngay và hãy tạo cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc, hãy tạo cho mình những cái gì mà mình xứng đáng đạt được. Trước đây tôi cũng đã có những cái thời điểm mà tôi cảm thấy là cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và cuộc đời nó rất rất là bình lặng và tôi cảm thấy như cuộc đời nó nhạt nhẽo vô vị. Sau đó là tôi mới nghĩ ra là mình kiếm tiền để làm gì? Và một tháng thì mình thu nhập được bao nhiêu tiền và mình đã chi ra bao nhiêu tiền, mình tích góp nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền đến khi chết đi thì có mang tiền xuống âm phủ được đâu, chết đi thì có mang tiền theo được đâu. Giả sử như ngày mai bạn chết đi, giả sử ngày mai bạn chết đi, vậy thì số tiền bạn làm ra để làm gì? Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm mồ hôi, công sức, nước mắt của bạn làm ra để làm gì? Bạn dành cho con bạn à? Nếu mà bạn dành cho con bạn thì đứa con bạn rất là hạnh phúc, nhưng có một sự thật xảy ra là khi mà chúng ta dành nhiều tiền cho con cái mà nó lại thiếu kiến thức, một đứa trẻ vừa thiếu kiến thức vừa nhiều tiền thì nó chỉ phá cái số tiền đó và nó trở nên hư hỏng và nó trở thành một con người bê tha rất là nhanh chóng. Vậy tiền phải đi kèm với cả bản lĩnh và kiến thức. Nếu con của chúng ta chưa có bản lĩnh và chưa có kiến thức và chẳng hạn như cho nó 1 tỷ đô la chẳng hạn vào trong tay thì nó sẽ nhanh chóng cái số tiền đấy nó hủy hoại con của mình. Và tôi mới nhận ra là con của mình không cần nhiều tiền mà cái thứ mà nó cần nhất đó chính là kiến thức và bản lĩnh. Vậy thì tiền mình kiếm ra nhiều làm gì? Mình cũng phải biết hưởng thụ thụ cho chính bản thân mình. Và khi đó tôi nghĩ là khi mà mình chết đi thì mình rất là ân hận nếu mà mình không biết cái hưởng thụ cái cuộc sống của mình. Bởi vì ai sinh ra trong đời cũng chỉ được sống một lần trong cuộc đời này. Nếu mà chúng ta không thử trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc đời này thì chắc chắn đến khi chúng ta chết đi chúng ta sẽ vô cùng ân hận. Đến cái đêm cuối cùng ở trong bệnh viện khi mà đang thở oxy cùng với ánh đèn nhấp nháy của những cái đèn led ở trong phòng thở thì chúng ta sẽ cảm thấy rất ân hận. Vì thế sau đó tôi đã quyết định là mình cần phải làm cho cuộc sống của mình nó nhiều màu sắc hơn, mình cần phải trải nghiệm nhiều thứ hơn và tôi đã quyết định mua chiếc điện thoại Vertu Synergy S chính hãng độ vỏ. Như bây giờ tôi đang dùng chiếc Vertu Synergy S chính hãng độ vỏ như này. Và từ khi mà mua chiếc điện thoại này thì tôi cảm thấy cuộc đời mình nó rất là nhiều màu sắc, nó rất là thú vị, nó rất là sặc sỡ trong cái cuộc sống của mình. Khi mà mình giao tiếp với mọi người, khi mà mình cầm chiếc điện thoại này mình luôn vui và khi mà mình để nó trên mặt bàn mình nhìn ngắm nó ấy, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và mình cảm thấy hài lòng và sung sướng về chiếc điện thoại Vertu chính hãng nội vỏ này. Và các bạn cũng như vậy, nếu mà các bạn đã có nhà đẹp rồi, đã có ô tô rồi mà các bạn vẫn còn cảm thấy cái cuộc sống này nhàm chán ấy, thì hãy mua cho mình một chiếc điện thoại Vertu hay mua cho mình một chiếc đồng hồ hàng hiệu và nó sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn lên rất là nhiều. Và lúc đầu tôi tưởng là mua điện thoại này là tốn tiền nhưng mà thực ra nó lại mang lại cho tôi rất là nhiều tiền, bởi vì khi mà mình dùng chiếc điện thoại Vertu này này, Vertu là chính hãng nội vỏ, nó không hề thua kém, không hề kém cạnh so với chiếc điện thoại Vertu chính hãng một tí nào, mà nó lại xây dựng uy tín cho mình rất dễ. Khi mà mình đi làm công việc gì thì nó rất là hanh thông, mọi người đều đều tin tưởng mình và vì vậy nên là công việc nó thuận buồm xuôi gió. Nếu mà các bạn cảm thấy nhá, cái video này nó hay và hữu ích thì hãy hãy đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ở dưới hoặc là like, hãy share, comment để tôi biết được là các bạn đang xem và tôi sẽ làm tiếp những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.